Chào mừng anh em trở lại với channel Chém Game. Cứ khi nào phiên bản thay đổi, meta thay đổi, lại xuất hiện một nhóm tướng hot pick luôn được ưu tiên lựa chọn và đôi lúc là ưu tiên cấm tránh rơi vào tay đối thủ. Nhưng sau một thời gian khi phiên bản thay đổi và meta không còn phù hợp với một số vị tướng, thì các vị tướng đó bị chìm theo dòng thời gian, có vụt sáng, có biến mất, không một dấu vết ở trận đấu rank và đấu giải chuyên nghiệp. Cùng hết điểm qua năm vị tướng lên voi xuống chó một thời hot pick và một thời ngụp đạn nhé. Nếu anh em nào có nhu cầu muốn nick, tới ngay shoptng.vn, uy tín và chất lượng hàng đầu Việt Nam. Thứ nhất, Chrissy, một trong các vị tướng mở đầu của đấu trường Liên Quân. Chrissy là vị tướng pháp sư cấu rỉa và gây lượng sát thương cực kỳ khó chịu trong giao tranh tổng. Dù có nhiều yếu điểm như là máu giấy, thiếu cơ động, nhưng bù đắp lại, cô nàng là hàng tấn sát thương. Thời điểm Chrissy chói sáng như một ngôi sao lớn, khi Chrissy được tăng sức mạnh ở chiêu 1, sát thương tăng siêu khủng ngay từ đầu game, thì hiếm có đội hình nào thiếu vắng Chrissy. Bởi sức ép quá lớn mà cô nàng này có thể gây ra cho tranh tổng, nên khi đó, kể cả đấu giải chuyên nghiệp, việc Chrissy tung hoành là không khó gặp. Thú thật là thời điểm đó, cứ cấm chọn là thi nhau pick sớm Chrissy, đôi lúc là phải cấm. Bởi lúc đó, dù có nhiều con bài pháp sư mạnh và khó chịu, đồng thời cơ động, nhưng lượng sát thương đầu game quá bá khiến cho Chrissy luôn ưa thích. Ad còn nhớ, hồi hot pick đó Chrissy mạnh nhất ở phiên bản chung kết thế giới, nhưng sau khi bá được một phiên bản thì Chrissy lập tức bị giảm sát thương chiêu 1. Đó là cú giáng nặng nề cho con nàng này. Dù sao, bù đắp lại bằng việc hiệu chỉnh sức mạnh và thêm sự cơ động khi tung chiêu, nhưng chẳng thể giúp Chrissy lấy lại được vinh quang của phiên bản chung kết thế giới. Một chiêu 1, đối thủ yêu máu đi ngay hơn 50%, đó là một cái lượng sát thương kinh khủng. Chưa kể đó chính là xuyên qua nhiều mục tiêu. Hiện tại là thời các vị tướng xạ thủ lên ngôi, theo đó là các vị tướng sát thủ mạnh trở lại, điển hình như các vị tướng pháp sư bá đạo khác kiểu như là Darcy và nhiều vị tướng pháp sư khác được tăng tiến sức mạnh nhanh, khiến cho Chrissy khó kiếm được vị trí của riêng mình. Vị trí đường mid phép bổ trợ tốc biến, nâng max chiêu 1 và cài máu thấp nhất. Thứ hai, Ignis. Nếu như lúc trước, Daurel nổi tiếng là vị tướng pháp sư đầu tiên có lượng sát thương chuẩn lớn nhất, Illumia là vị tướng pháp sư khả năng gây lượng sát thương lớn và có khống chế khó chịu nhất, thì Ignis ra mắt, cả hai đều bị đá khỏi rớt ghế. Ignis có cả hai độ khó chịu và sức mạnh khủng như trên. Lúc mới ra mắt, ít ai muốn chơi Ignis vì sức mạnh không lớn, nhưng ở tại mùa 8, sau khi được hiệu chỉnh sức mạnh khiến cho Ignis có thể dùng chiêu 1 liên tục ngay từ cấp độ 1 khi bạn có ngọc giảm hồi chiêu. Đó là sự thay đổi đáng nể vì việc spam chiêu thức khiến chỉ cần đối thủ trúng hỏa cầu sau đó tung chiêu 1, 2, 3 hoặc là liên tục chiêu 1, các chiêu thức chủ động khiến cho Ignis spam liên tục như cái máy. Đó là thời điểm Ignis trở thành bá chủ đường mùa 8. Đó là thời kỳ phải cấm Ignis, đây là mùa giải gần đây nhất nên hẳn anh em còn nhớ rất rõ ràng đúng không nào? Cứ sống Ignis là ít khi thua hoặc là rất khó chơi nếu gặp Ignis ở đội đối thủ khó chịu ngay từ các cấp độ đầu. Nhưng thời hoàng kim không có bao lâu, cụ ông chính thức bị giảm sức mạnh. Mặc dù tác động giảm sức mạnh lên Ignis là không nhiều, Ignis chỉ bị cân bằng lại lượng sát thương ngay từ đầu và cuối trận ở chiêu thức hỏa cầu và giảm thời gian khống chế từ chiêu 2, 1 giây chỉ còn 0,75 giây. Tức mấu chốt ở đây sức mạnh đó chính là nằm một phần ở lượng lớn sát thương gây ra, phần còn lại là ở giảm hồi chiêu. Dù bị giảm sức mạnh nhưng thời gian hồi chiêu không thay đổi thì Ignis vẫn mạnh, không có tí gì gọi là yếu đi. Thậm chí ở giai đoạn càng về sau trận đấu, độ thả diều, cò quay, cấu rỉa và độ khó chịu vị tướng này càng bành trướng chứ không hề giảm đi chút nào. Anh em hãy khoan bỏ Ignis nhé, ông già lừa của chúng ta vẫn còn mạnh lắm, chưa hề bị giảm sức mạnh quá nhiều đâu, và nó vẫn phù hợp với một số đội hình nhất định, ví dụ là team thiếu sát thương chuẩn hay là sát thương diện rộng thì đó là lúc Ignis được tin dùng. Mặc dù vậy, nhưng khi các cái tên như là Darcy hay là Tulen và nhiều vị tướng pháp sư khác còn tung hoành thì thật khó cho ông già lừa ở phiên bản hiện tại. Vị trí đường mid phép bổ trợ thúc biến, nâng max chiêu 1 và cài máu thấp nhất. Thứ ba, Van Hên. Tướng Liên Quân ngày càng nhiều, đi kèm với việc chúng đều có những năng lực đặc biệt và bá đạo mất cân bằng, tác động mạnh tới lối chơi lăn cầu tuyết, cướp rừng, đảo đường liên tục. Hậu quả là những vị tướng trước đây hot pick thì nay lại bị đẩy vào quên lãng. Ngược lại, các vị tướng vốn dĩ không có vị thế ở nhiều mùa giải thì bỗng nhiên lại được nhà sản xuất chăm chút bằng cách nâng cấp các đòn đánh tay hay là các bộ yêu thức. Từ đó chúng lại được song hành với đám đàn em mới xuất hiện sở hữu những năng lực dị thường, đơn cử như là Kali, Chrissy, Phoenix và đáng nói nhất đó chính là thánh 6 phút GG Van Hên. Khi chưa tăng sức mạnh và chưa gặp thời, Van Hên cứ pick là ăn chửi các kiểu, nhưng từ mùa 8 và mùa 9 này, Van Hên tỏ ra hiệu quả hơn bao giờ hết. Đầu tiên là không thể bỏ qua việc lượng sát thương ý thức được chăm chút hơn từ nhà phát hành. Lượng sát thương từ 3 phi tiêu đỏ, vàng, xanh mà nội tại đem lại đã được buff tăng đáng kể. Cụ thể thì phi tiêu vàng và đỏ được tăng 100 sát thương đơn vị, chưa kể tỷ lệ công phép, tỷ lệ công vật lý.
khi phi tiêu xanh lại có thêm cơ chế giảm hẳn một chiêu hồi chiêu. Chưa dừng tại đó, Valheim lại được tăng công vật lý cơ bản, chiêu một chuyến thăm mạo hiểm thì được tăng gấp dưới sát thương về cuối game. Với tỷ lệ búp sát thương ghê gớm như vậy, nhà phát hành dành cho Valheim chỉ yếu kém được búp sức mạnh gấp đôi cho vị tướng như là Krynak ở phiên bản đấu trường sinh tử mà thôi. Và đã thực sự trở thành lựa chọn sáng giá cho vị trí xạ thủ đi đường ở tại phiên bản chiến trường 2.0 trở đi. Đó là lý do vì sao mà Valheim khởi đầu cho sáng với trang bị kiếm điện, lối chơi thả diều cục súc, không sợ sát thủ khi sắm cho mình combo áo băng và diều Hyoga. Tuy biến theo từng trận đấu, khiến thánh Valheim trở thành hot pick, pick là auto game easy. Nhưng cái gì đến, giờ cũng phải đến. Từ thanh niên của trẻ trâu nổi lên thành hot pick, rồi meta hiện tại, Valheim không còn được trọng dụng như trước. Một phần là Valheim bị giảm sức mạnh ở sát thương nội tại, rồi cả bài vàng bị giảm thời gian khống chế chỉ còn 0.15 giây. Phần meta dành cho vị tướng xạ thủ có khả năng gây lượng sát thương liên tục. Đó là lý do vì sao mà Valheim hiện tại ưu tiên các trang bị sát thương nhiều hơn trước. Tanker và dam không còn hiệu quả cao như trước đây. Kiểu xạ thủ carry, còn Valheim lại thiên về khả năng gây hiệu ứng. Hầu như Van đang mất tích ở các bậc rank và giải đấu rồi anh em à. Nhưng nếu anh em vẫn còn đam mê với Van thì vẫn cứ sử dụng nhưng phải thật nhuần nhuyễn. Nhưng cuối game bắn không xứng tay bằng các vị tướng xạ thủ khác như là Theonak, Elsu, Zhon, Moren, đặc biệt là các vị tướng xạ thủ sát mắt như là Kafeni hay Ate. Nhưng nếu muốn chơi Valheim vẫn ok, còn mạnh chỉ là hết hot như trước mà thôi. Vị trí xạ thủ đường rồng phép bổ trợ tốc biến, nâng max chưa một và cài máu thấp nhất. Thứ tư, Grak. Trước đây anh em biết đến Grak với biệt danh là Thánh Choi, Thánh Nghịch, chứ chả ai trọng dụng Grak trong vị trí trợ thủ. Đơn giản vì chiến thức cần độ chuẩn xác cao, lại thiếu độ cơ động, Zuka béo chạy nhanh, giữ Grak chạy chậm lắm anh em ơi. Nhưng rồi ở phiên bản giúp cho Grak lên ngôi bằng việc thay đổi cơ chế chương 1. Tại bản cập nhật mới nhất chung kết thế giới, Grak đã có thêm khả năng câm lặng trong bộ ý thức vô đại bá đạo của mình. Đó là lý do vì sao mà kẻ phẩm ăn quay trở lại mạnh mẽ và phổ biến tại đấu rank và đấu giải trong những ngày đó. Bạn có nhớ giải đấu ASC 2018 khi đó người trợ thủ Thái Lan được phong là thánh kéo và mọi đối thủ gặp đội Thái đều phải auto cấm Grak. Nhưng rồi lối chơi đánh của Grak dần bị bắt bài, khiến cho Grak chỉ còn được trọng dụng cho trận đấu nhất định. Và khi đó, Grak sẽ kết hợp với các combo cực mạnh như là Grak Natalia, Grak Slim, vân vân. Hơn thế ở meta hiện tại, đòi hỏi một roamer có độ cơ động cao để kiểm soát bản đồ, cần những vị tướng có thiên hướng bảo kê xạ thủ nhiều hơn. Nhưng nếu anh em thích thì vẫn cứ quẩy thôi. Trước khi mang Grak tham gia đấu hạng, hãy tập luyện thật kỹ kỹ năng Sigma quái thật nhuần nhuyễn tại đấu thường để có tỷ lệ kéo chúng cao hơn. Vì chữ cuối mất một khoảng thời gian mới thể phát huy hiệu lực. Vì vậy, nên sử dụng nuốt chừng tại khu vực khuất tầm nhìn để tạo ra đột biến khi đối phương không kịp trở tay. Đó chính là ví dụ vì sao mà Grak dù không bị giảm sức mạnh nhưng bị biến mất khỏi vị trí hot pick, tại vì đơn giản không còn quá hợp meta. Tại meta hiện tại cần có vị tướng trợ thủ bảo kê tốt rất nhiều. Vị trí roamer phép bổ trợ tốc biến, nâng max chiêu 2, cài đặt gần nhất. Thứ năm, Gidu. Nổi danh là ông vua vàng, thánh khống chế một thời của Liên Quân, có Gidu là ô tô dày kim cương. Đó gần như là hiển nhiên, chẳng khác đối mặt Mina hiện giờ. Gidu từng một thời hoàng kim ở phiên bản gì S quên mất rồi. Nói chung là thời điểm đó Gidu vào mùa 4 hoặc là mùa 5. Khi đó Gidu cùng Lưu Bố được tăng sức mạnh khủng, khiến Lưu Bố vượt tường 3 lần dùng chiêu 1. Còn Gidu là dùng xong chiêu 1 được tăng một lần giáp ảo, đẩy lùi đối phương và tạo giáp ảo. Khi đó Gidu có tổng cộng 4 đòn đánh thường, tạo một giáp ảo gây lượng thương nội tại cực khủng. Chiêu 1 tung xong có giáp ảo, dùng xong đẩy lùi lại tiếp tục có giáp ảo, chiêu 2 giáp ảo và tiếp tục chiêu cuối giáp ảo, quá khủng bố. Thời đó, hai tay sơ lược kinh công mạnh nhất đó chính là Gidu và Lưu Bố, một thời oanh liệt nay còn đâu. Không biết có anh em nào gắn bó Liên Quân có còn nhớ hay không. Nhưng sau đó, thời hoàng kim bị đẩy lùi, trôi xa liên tiếp, giảm sát thương từ nội tại, hiệu chỉnh lại giáp ảo vân vân, khiến cho Gidu lại chìm vào di vắng. Dù tại phiên bản chung kết thế giới, Gidu có được tăng mạnh sát thương chiêu 2, nhưng hoàn toàn chưa đủ để giúp vị tướng này chiếm được ưu thế, vì chỉ có lên full sát thương và có ở trang bị tốc độ đánh mới khiến cho Gidu trở nên khó chịu. Mà giờ đây, solo đường thì có quá nhiều con mài mạnh, trợ thủ thì không tối ưu, nên thật khó để Gidu trở mình. Nhưng em tin chắc rằng, nếu thích thì Gidu còn đánh khá ổn với lối chơi cấu rỉa, vị trí solo đường để phát huy tối đa sức mạnh, nếu mắc chiêu 2 và cài đặt máu thấp nhất. Trên đây là các vị tướng hot pick khi được tăng sức mạnh, nhưng biến mất tâm khi bị giảm sức mạnh hoặc meta game thay đổi không còn quá phù hợp và mạnh. Nhưng mọi vị tướng đều phù hợp riêng với từng đội hình, từng lối đánh riêng biệt, không có vị tướng nào phế cả, chỉ có hợp meta hay là hot pick hiện tại hay không mà thôi. Nếu đồng quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân, nhớ bình luận dưới video này nhé. Và nếu thay đừng quên đăng ký kênh, like và share video vì nó hoàn toàn miễn phí, nhưng đó chính là động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Xin chào và lại chúc các video lần sau. Nếu anh em nào có nhu cầu muốn nick tới ngay shoptng.vn, uy tín và chất lượng hàng đầu Việt Nam. Để ủng hộ S, anh em đừng quên ấn nút đăng ký.
Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất nhiều.